Một buổi chiều mùa thu, hôm nay trời nắng ấm bất ngờ luôn, 24 độ C. Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ làm món ăn Việt Nam đó là xíu mại. Thịt heo này mình mua cái thịt nạc, hình như là thịt nạc này tiếng Việt ở Việt Nam gọi là thịt nạc dăm, còn ở bên đây thì mình gọi là thịt nạc vai này, nó có chút mỡ đó. Mình sử dụng cái phần có nhiều mỡ để cái thịt lát nữa nó không có bị quá khô. Giờ thì mình cho thịt vào xay. Thịt mình băm xong rồi, bây giờ thì mình sẽ băm hành tỏi để nêm. Đây mình có hành tây nè, hành tím, tỏi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cối để mình xay. Hành tỏi mình băm bằng máy nè. Cái máy này mình thấy sử dụng rất ok luôn á. Khi mà mình rửa thì mình chỉ cần gỡ cái dao này ra, xong rồi mình cho hết vào máy rửa chén. Thì cái dao băm này người ta nói là cho vào máy rửa chén được, nhưng mà thường thì mình không có cho cái dao vào, tại vì nó sẽ làm lục cái dao á. Giờ thì mình sẽ nêm thịt này. Mình cho một chút đường, cho bột nêm rau củ, cho tiêu xay, chút nước mắm. Thịt heo thì mình hay nêm nước mắm cho nó có cái mùi thơm thơm. Mình dùng bao tay mình bóp cho nó đều. Trong này thì mình có hành tây nè, hành tím, tỏi, bột nêm, một chút nước mắm, một chút tiêu, một chút đường. Mình cho một chút bột bắp để nó tạo cái độ dính. Cái bột bắp hoặc là bột khoai tây á, mình thay thế cho bột năng. Bởi vì cái này thì mình có thể mua trong bất cứ siêu thị nào cũng có. Còn bột năng thì mình phải đến tiệm châu Á mua mới có. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nặn thành viên. Đây, mình nặn thành viên như thế này. Khi vào viên cái thịt này thì mình nhúng nước vào tay á, thì cái thịt nó không có dính. Hoặc là mình có thể sử dụng dầu cũng được. Mình sẽ cho vào cái xửng này mình hấp. Mình hấp hai lớp cho nên là mình sẽ sử dụng cái giấy nến. Mình sẽ cắt như thế này để cho nó thông hơi lên. Giờ mình sẽ cho vào nồi này mình hấp khoảng 15 phút. Chỗ hành tỏi này thì mình băm để mình làm sốt. Giờ thì mình sẽ làm sốt cà.
nước cà chua này thì mình mua người ta bán trong hộp. Mình cho bột nêm. Cho chút muối. Chút xíu đường. Cho chút cà chua cô đặc. Cho nước. Thịt mình đã hấp được 15 phút, bây giờ thì mình sẽ lấy ra để mình cho vào cái chảo sốt. Mình đậy nắp lại và để sôi khoảng 10 phút. Băm hành lá. Thịt đã chín, bây giờ thì mình sẽ múc ra. Mình múc cho Kevin ăn trước, tại vì Kevin phải đi làm. Mình rắc hành vào cho thơm. Cái thịt này thì mình đã nấu trong cái sốt cà chua này 10 phút. Hello, xin chào cả nhà. Peterson. Đó, mình ấy cho Kevin ăn nhanh tại vì Kevin còn phải đi làm, để Kevin ăn thử xem Kevin nói sao. Wow. Yeah? This is essence hay. Yeah? This is essence hay xíu mại. Kevin nói ngon lắm. Is this with the tomato sauce? The sauce, yeah, yeah. Yeah. Ăn với bánh mì mình cũng mua trong siêu thị về mình nướng luôn. Ví dụ mít này mình so up it. So you can in a box or is Sophie? Weiß nicht, hast du für heute Abend was übrig, wenn ich heimkomme? Okay. Geht das, oder? Ja. Yeah. Das ist wirklich. Erstes Mal habe ich gekocht. Ngon quá. Ngon quá. Kevin ăn xong đi làm rồi, bây giờ mình dọn ra mình với Châu ăn để xem là Châu có chịu ăn thử cái món mới này không. Mỗi khi mà mình nấu món mới thì Châu ít khi chịu ăn thử lắm. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn trưa với hai mẹ con mình ha. Xin chào cô Châu. Đây là lần đầu tiên mình làm món xíu mại. So Peterson, mit welchem kannst du essen? Mama, ich will nicht die Fleischbällchen. Probiert nur Hape. Ah, ah. Châu thì kêu thử món mới là cứ không chịu thử. Đã. Stop, stop, stop. Bitte schön. Nãy giờ Kevin ăn nhưng mà Kevin ăn vội quá. Nên là Kevin, mình quay Kevin có chút xíu xong rồi Kevin phải đi làm. Bên trong này cả nhà. Hình nến. Aber ich will die Tomatensoße gar nicht. Mama, ich bin nicht so. Na dann hörst du was? Ich glaube, ich bin Leona. Ich habe also gleiche Mischung wie bei Frühlingsrollen, oder?
Châu ăn thử, Châu thấy Châu không thích nên là Châu lấy xúc xích để ăn với bánh mì. Châu là vậy á, lần đầu thử món lạ là không có chịu ăn. Từ từ khi mà mình nấu lần thứ hai, lần thứ ba hoặc là thử nhiều lần á rồi mới chịu ăn. Ja, ist gut. Wo ist der Deckel von dem? Im Kühlschrank. Cho ăn bánh mì với lại phô mai. Kevin thì Kevin nói là ngon, bất ngờ luôn. Quá ngon. Trước khi đi làm á, Kevin còn chạy vào phòng Châu. Kevin nói Châu là ngon lắm, ăn thử đi. Ich habe heute Fußballtraining, gell? Muss mal erst zum Doktor. Ja, wir gehen 100% durch Fußball. Ja, dann, ne? Wann hast du? 17 Uhr. Oder 18 Uhr sowas. Ich schaff locker. Mình đưa Châu đi khám tổng quát, khám sức khỏe định kỳ xong rồi sau đó thì Châu lại đi đá banh. Cho nên là giờ này hai mẹ con anh chăm thử ăn xong rồi đi đến bác sĩ. Hẹn khám định kỳ ở Đức thì phải hẹn trước cả nửa năm á. Và khám định kỳ thì bảo hiểm trả hết. Tới khám từ nhỏ tới 11 tuổi thì là khám hàng năm. Và sau đó thì là khám hình như là 2 năm một lần. Thường thì đến cái thời gian mà đi khám tổng quát đó, khám định kỳ á, thì bảo hiểm họ cũng viết thư cho mình, họ nhắc nhở mình là hãy đặt lịch hẹn ở bác sĩ để đi khám. Nhiều khi mình cũng quên á. Món này ăn ngon nhưng mà mình thấy cũng nhanh ngán. Mình thì lại thích những cái món nào mà giống như là nó có chua cay hết thứ. Món này thì không có cay. Mình không biết là các bạn khác làm thì có cho ớt vào để cho nó cay hay không. Mình ăn thì mình thấy ăn thì ngon nhưng mà ăn nhanh ngán. Nhưng mà Kevin ăn thì Kevin lại thích. Kiểu như là cái khẩu vị cũng tây tây hơn á. Kevin nói ngon thì chắc chắn là Andy cũng sẽ thấy ngon. Tại vì Andy thì dễ ăn hơn là Kevin. Cái này mình nghĩ là nếu mà có thêm đồ chua nữa ăn chắc là ngon lắm á. Tại vì cái thịt thì là thịt hấp. Mình chắc là mình sẽ làm thêm ngâm cà rốt với lại củ cải ngâm chua xong rồi ăn. Bánh mì này thì nếu mà làm bánh mì Việt Nam á giờ ngon. Mình no rồi. Mình thì không có ăn nhiều thịt lắm nên là hôm nay ăn hai miếng thịt này thôi là mình đã thấy no lắm rồi, thấy ngán luôn rồi. Ăn giùm Châu một miếng, chứ nếu mà Châu mà không chê thì mình ăn một miếng thôi. Tại vì Châu múc ra Châu kêu Châu không thích, Châu ăn thử Châu kêu không thích nên là mình ăn cái miếng của Châu. Con no chưa? Con no rồi. Con no rồi. Con no rồi. Hai mẹ con mình cũng ăn xong rồi, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video.
Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Làm việc với Joe.